Rồi, cái răng rớt ra rồi. Sao thấy rớt ra thấy sao? Có đau không? Thấy không? Không có đau đâu, thấy không? Ừ, thấy không? Đâu có đau đâu. Cho coi lại lần nữa coi. Trống trơn rồi đó. Thế mai mốt là nó rồi rung rinh thì kéo ra nha. Sao vậy? Gì nào nó rớt?